Hello các bạn, là mình đây Đức Long Bông. Thì như clip ngày hôm qua mình có share lại cho các anh em cái combo coi ít yên mọi người, thì hôm nay là một cái clip mình cũng sẽ cập nhật lại cái dòng cá ở mình đang có ha. Thì chú đã cũng là coi ít yên rồi, ra thì mình còn có tô bát ghi bông á mọi người. Đấy mình quay cho anh em xem ha. Thì sẵn clip này á, nếu mà anh em nào mà muốn tiện chọn những cái con cá coi ít yên mà chủ đạo để làm giống ha, nói chung là làm giống, anh em làm giống thả thủy sinh mà kiểu đẹp cao cấp thì có thể xem video này ha, mình quay cho mọi người xem ha. Thì mình cũng chia lại cho anh em là một vài cặp thôi mọi người, thì mình cũng không có nhiều á, sẵn mình quay sơ sơ cho mọi người xem cái coi ghét y cái loại đó nó sẽ như thế nào nha. Anh em nào mà không cần thì cũng có thể xem video này để ngắn cái giải trí nha mọi người. Let's go. Đầu tiên mình xin giới thiệu với anh em hai dòng cá quốc dân ha anh em ha. Một đó là cái dòng cá full gold này anh em, đó tới tới nơi ở chân vàng là hết bài nha anh em. Thì giá và thông tin mình để trên màn hình nha mọi người. Dòng tiếp theo nữa là đó là dòng Dumbo Retail mọi người. Hai dòng này thì nuôi thủy sinh vô cùng ý và đẹp, giá lại rẻ nữa nha anh em. Chỉ 20k cho một cặp nha anh em, đi một lần combo 5 cặp nha anh em. Giờ thì mình sẽ cho cá ăn nha mọi người. Đây mọi người. Thì đối với những chú cá mà để làm giống á mọi người thì tiêu chí nó sẽ cao hơn ha. Cá này thì size nó sẽ lớn hơn size cá mà mình xì combo giá rẻ cho anh em ha. Đó, đây là coi đít yên mọi người, tuyển làm giống nè. Nếu mà coi coi là mọi người sẽ coi trên đây. Đây. Mọi người có thể thấy nó lên gần hết lưng luôn mọi người, rất là đã ha. Bên đây cũng vậy mọi người. Bên đây cái gỗ trùng mình hút nước ra mà nó cạn quá. Cái mấy bà cá bà bu lại mọi người. Đây anh em có thể thấy ha, đó là con coi rết nó lên đỏ hết như thế này nha mọi người. Đây chủ yếu là những cái con để làm giống mọi người, là những cái con đẹp nhất đó mọi người. Còn đây anh em thích size bầu bì gì mình có luôn, nhưng mà theo mình thấy á, nếu mà anh em tuyển chọn để làm giống lâu dài thì có thể mua và lấy những cái cặp cá như thế này mọi người, size tơ thôi, size tơ ha, size tơ đầu đỏ đậm mà nó chưa đĩa lứa nào hết mọi người. Đấy, cá còn rất là to ha, mọi người nhìn cái bụng nó sẽ biết nè, nhìn cái ngoài sâu á, hậu môn á mọi người. Đấy giờ thì mình sẽ cho chúng ăn Ectomia để cho mọi người ngắm nha. Đó. Đây mọi người ha. Đó thì những chú cá mà để làm giống sắp full lưng như thế này mọi người, lưng thì tầm 80 đến 100% rồi mọi người. Thì mình đang chia lĩa với anh em là 100k một cặp không mọi người ha. Đấy cá trống thì mọi người yên tâm, cá trống thì hoàn toàn full, còn chú yếu là cái coi rất yên để làm giống đây thì mọi người chú trọng vào con cá mái ha, rất là đẹp luôn mọi người. Thì hiện tại thì mình cũng còn được hai hồ thôi mọi người, thì chắc đâu đó tầm 5-10 cặp thôi, 10 cặp, tầm 10 cặp đó mọi người. Thì mình sẽ chia lại với anh em tầm hai combo ha. Nếu mà anh em mua lĩa thì 100k một cặp nha anh em. Đấy anh em nào mà mua lĩa thì 100k một cặp, phí ship toàn quốc của mình là 50k ha mọi người ha. Đấy rất là đẹp luôn mọi người, rất là đã luôn. Ồ, còn nếu mà anh em nào mà muốn mua số lượng nhiều á mọi người, mua để làm giống tầm 5 cặp á, thì mình sẽ chia ra cái này làm hai combo ha mọi người ha. Combo 5 cặp là 400k nha mọi người, combo 5 cặp là 400k, miễn phí ship cho anh em luôn những cái con cá đẹp như thế này ha. Chủ yếu là để làm giống thôi mọi người. Đấy nói chung anh em nào mà mua để làm giống thì có thể mua những cái con cá như thế này về, thì nếu mà anh em chơi mà đĩa ra đời con đó, thì nó sẽ lên đẹp. Còn cái cá to mình bán cho anh em á thì nó chưa tới cái size này mọi người, mọi người giờ mọi người form thêm thì đảm bảo nó cũng sẽ đẹp thôi mọi người. Tại vì đây là những cái con cá mà mình form riêng để mình chia lại cho, nói chung là anh em mà kiểu chủ đạo để làm giống á, để chơi nuôi sinh sản rồi ha. Còn anh em chơi thủy sinh rồi cứ mua loại cá to cho nó rẻ mọi người, cá to nhỏ mà nó không có lên, nó không có full như thế này á mọi người thì giá nó rẻ hơn, nhưng mà anh em nuôi lâu thì khả năng full nó cũng có nha, chứ không phải không có nha mọi người. Đấy còn anh em mà thích size lớn hơn thì cũng có thể tham khảo size này, tay này dễ to rồi mọi người. Đấy nhưng mà mình khuyên anh em á, là khi mà đã mua về để làm giống người không nên mua những cái con cá to đâu mọi người,
tại vì cái vấn đề thùng nước nè, rồi cái sức để đĩa sau này á mọi người thì cũng khá là căng á, tại vì nó lớn rồi thì nó sẽ đĩa không được nhiều đâu mọi người. Còn anh em mà mua những cái con cá to đây rồi ha, là nó đĩa rồi nó lớn ra nữa, rồi anh em chơi hoài luôn, chơi nó nói chung là được lâu bền hơn. Thì mình cũng vậy thôi mọi người, ở đó mình kiểu mình đi mua cá rồi mọi người, là mình cũng toàn thích lựa cái size mà kiểu size lớn á, size bự á mọi người đó. Mình dời mình nuôi mình phối cho nó đĩa nhanh á, nhưng mà thực tế khi mà mình nuôi như vậy á mọi người thì nó đĩa được chắc có một lần, có khi một lần này nó đĩa xong nó tịt luôn á mọi người đó. Đó thì cũng một chút trải nghiệm của mình thôi mọi người, nên mình cũng nói vậy, anh em thấy hợp lý thì anh em có thể lựa chọn ha. Chứ anh em chỉ cần yêu cầu bắt cá full lưng, cá to thì mình sẽ có cá to cho anh em nè đó. Còn chủ yếu là mình chỉ bán cho anh em là những cái con cá này thôi, xi lại cho anh em những con cá này ha mọi người ha. Đó thì những cái chương trình cũng những cái combo mình xi anh em, mình sẽ luôn luôn tặng kèm cho anh em thêm cá mọi người, tặng thêm một cặp cá, ví dụ như cặp full lưng này mình sẽ tặng cho anh em một thêm một cái cặp to full tay ha. Đó rất là ok, bốn cặp combo, 5 cặp này là 400k for the ship, còn thêm được một cặp full tay nữa ha mọi người ha. Còn nếu anh em nào mà không thích lấy con cá full tay á thì có thể nhắn tin mình kêu tặng kèm cho thêm hai con trống để giờ dưới máy mạnh hơn này nọ thì ok. Cái điều đó mình đảm bảo với anh em luôn, tại vì cá đây là cá mình làm lên đó anh em, nên mình cũng chủ yếu là xi là chính thôi anh em, xi để anh em chơi trải nghiệm rồi làm giống. Nói chung cái phân khúc này nó sẽ cao cấp hơn, nên anh em có thể so sánh lại với lại cái video ngày hôm qua ha. Đó video này là chủ đạo là cho những anh em kiểu chuyên hơn ha, thích làm cá rồi nuôi cá sinh sản rồi mọi người, thả thủy sinh thì thôi, dòng này thả thủy sinh thì không còn điều gì để bàn nữa mọi người. Đó rất là đẹp không mọi người ha, rất là đã luôn mọi người. Rồi ghét gì cái màu đây là màu mình quay tự nhiên luôn mọi người, không hề qua chỉnh sửa hay cái gì hết đó. Đó mình quay cho anh em xem cái màu thực tế nó như thế nào ha. Đó khi nhận cá thì nó rất là ok. Thì mình xin nhắc lại cái đây ha mọi người ha, combo 5 cặp coi ghét gì 80% đến full lưng ha mọi người ha, 80% lưng có sao mình nói vậy thôi mọi người. Combo 5 cặp coi ghét y 80% lưng như thế này thì 400 cành còn đi ship cho anh em mọi người đủ mất luôn nha. Đó thì chủ đạo mình chia lại cho anh em thôi đấy, chứ cá mình cũng kiểu lên full lưng vậy nó mình cũng hổm có anh bắt 20 cặp rồi mọi người, bắt từ cá tơ thôi mọi người đấy. Đó rất là đẹp hơn mọi người ha, size này anh em về form thêm tí nữa hay là ghép máy chống máy luôn vẫn được thôi mọi người ha. Đó mình thấy khá là ok đấy. Rồi sẵn tiện khi với lại mọi người cái bài cá bên đây đó, thì cá này hiện tại mình chưa xe anh em coi ri bông á mọi người, mà mọi người thấy cái tay nó đã không, cái đầu rất là sâu luôn bên đây nữa mọi người đó, rất là đẹp ha. Thì cá giống á mọi người, anh em có thể tham khảo cái mô hình như vậy nè. Mình cũng đi tới mấy cái trại của mấy anh chị á, mình thấy anh chị toàn nuôi cá giống trong đây không mọi người, xong mình về mình cũng bắt trước đấy, mình nuôi cá trong vậy nè mọi người, mình thấy cũng khá là ok mọi người. Nói chung là mình kiểm soát được như cái khay nào á nó bệnh á mọi người, thì mọi người có thể chị nó ra riêng mà không sợ lây với lại cái con khác ha mọi người ha. Đó, mọi người thấy nó thước tha đủ rượi luôn. Cái hàng này thì mình chưa có nhiều mọi người đấy, chủ yếu là giờ mình làm giống rồi mình giữ lại, mình làm sau này có nữa thì mình sẽ chia rỉ anh em ha. Còn nếu mà thật sự anh em nào quan tâm thì có thể inbox mình ha, mình tại vì mình có cắt to mọi người, mà cắt to bộ này đẹp thiệt mọi người đấy, nó kiểu như finh si mọi người. Còn hàng bên đây là hàng Super Red này mọi người. Thì đối với những anh em nào mà đang tìm kiếm cái con coi Red kia mà dạng Super Red á, thì mọi người có thể tham khảo này ha. Thì Super Red bên mình á,
mình đang share lại với anh em á là 150 một cặp nha anh em, super red nha mọi người, là kiểu cái con cá nó đỏ hết luôn mọi người thấy không. Để mình kiếm cái hồ sơ mình quay cho mọi người xem nha. Còn đây là vàng ở bàn mình nè mọi người, thì chủ yếu là cũng toàn cá con thôi mọi người, chứ cá con như là cá to á mọi người đó, cá con như là cá to thôi. Mình nhớ cái hồ sơ mình để ở đâu rồi ta, mất tiêu cái hồ sơ rồi mọi người ơi. Tu cà na đây 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 đây, mình nhét vô góc đây mà mình không nhớ mọi người. Đây, để mình quay cho mọi người xem coi ZE Super Red là như thế nào ha. Rồi đây, cái từ Super Red là nó full đỏ mọi người đó, mọi người thấy đã không. Thì đây mọi người, trái đây thì mình cũng để lại làm giống á, khi mà mọi người giữ mấy cái con cá đây mà để làm giống mọi người, thì cái đời con của nó ha, thì ra full lưng nè, ra full tai rất là nhiều luôn đó. Này nó bị lên kinh đuôi nha mọi người đó, mọi người thấy cái đuôi không, có sao mình nói vậy ha, cái đuôi nó bị đỏ 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 đậm á, là cái đó lên kinh không ảnh hưởng gì tới con cá hết không mọi người ha. Thì những cặp như thế này mình đang share cho anh em 150k một cặp ha mọi người ha, rất là đẹp luôn đấy. Thì hiện tại mình cũng chỉ có vài cặp thôi mọi người, tại vì hàng này mình làm ra nó cũng khá là ít đó mọi người, lên nhiều nếu mà đăng lên là có nhiều anh chị mà kiểu săn hàng limited á, có hàng độc đồ này nọ ha, thì tham khảo cái thằng Super Red này nha mọi người. Wow, mình quay rồi mình thấy nó còn đẹp nữa mọi người đó, rất là đã luôn á mọi người. Mình nhìn kiểu y như cái con full red đó mọi người, chứ không phải là cái con coi SE đó mọi người. Nó rất là mê mọi người ha. Đó, sâu sâu lên cho mọi người xem thôi. Đó, cá thì những cái con cá mà chất lượng như thế này đó mọi người, thì mình nuôi khá là kỹ. Mình nuôi trong khay bể lít như thế này nè, để quản lý cái chất lượng nó tốt hơn mọi người. Đó, rồi thì cái clip hôm nay là một cái clip vào ngày cuối tuần, thì chúc anh em có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ ha mọi người ha. Đó thì cái Tết sắp tới mọi người, thì trong quá trình xí cá, khi nào mình không ship được cá được cho mọi người nữa, mình sẽ thông báo cho mọi người. Tại vì cận Tết rồi, mình cũng sẽ về quê á mọi người. Đấy, nên sẵn tiện ở đây mình share lại cho anh em những cặp cá để làm giống ha mọi người ha. Tại vì nói chung là tình hình trước Tết đó mọi người, thì cá đa số thì nó sẽ rỉ nha mọi người. Anh em tranh thủ mà mua cá trong cái thời gian này á mọi người, thì mình thấy khá là ok. Chứ nếu mà sau Tết á, anh em chơi á, mà tìm cá, thì mình cảm thấy giá cá sau Tết nó khá là cao á mọi người. Đấy, thì đó cũng một chút chia sẻ của mình ha mọi người ha. Rồi, rồi mình xin nhắc lại cho anh em ha. Lấy coi ghét y full lưng 80-90% lưng ha mọi người ha. Thì nó sẽ có xa cả. Nếu anh em nào mà bắt rỉ á, một cặp full lưng, hai cặp full lưng, ba cặp full lưng luôn á, thì mình sẽ lựa cho anh em những cái con 90-100% lưng ha mọi người ha. Rồi anh em mua combo 5 cặp 80-100% lưng thì nó chỉ có 400k thôi mọi người. Đấy, chỉ có 400k được miễn phí ship nha mọi người, xa cả. Thì thật chất anh em nuôi thêm thì nó cũng full lưng thôi mọi người. Đó, rồi thì mình cũng nói kỹ như vậy cho anh em biết ha, để khi mà mất công nếu mà anh em chốt rồi nhận cá mà kêu sao cái đỏ lưng nó chưa đỏ hết á, thì mọi người sẽ thấy đây nè. Đó, mình quay sao nè, coi như nó muốn đỏ hết rồi mọi người, nhưng mà khi nhìn ngoài thực tế thì nó sẽ còn trắng trắng trên lưng á, là mình trừ hao ra là full 80-90% lưng ha mọi người ha. Rồi video của mình đến đây cũng xin kết thúc nha mọi người, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video sau ha. Thì hình thức mua cá của mình á thì rất là đơn giản luôn, chỉ cần cọc trước cái cọc trước chuyển khoản trước mình 50k bao nhiêu, mình ship code khi mọi người nhận hàng mọi người thanh toán là được ha. Rồi thanh toán rồi xong hết mọi người, khi mà mọi người mà vui cá ra, mọi người chỉ cần quay lại mình cái video, lỡ mà có trục trặc cái gì á thì mình sẽ giải quyết cho mọi người luôn. Một là gửi lại cá, hai là chuyển khoản liền cho mọi người, để cho mọi người nói chung là vui vẻ mọi người đấy. Nhưng mà mọi người cố gắng quay giúp mình cái video cá nha mọi người đấy, tại vì khi mà vận chuyển ngoài nọ nói chung là để khỏi thắc mắc hai bên thôi mọi người đấy. Mọi người quay ra cá bị vậy rồi này nọ đó, thì mình giải quyết nhanh luôn cho mọi người nha. Rồi bye bye mọi người nha, cảm ơn mọi người đã xem video này. Anh em cần cá chơi Tết, tuyển giống sâu mùa Tết thì cứ tìm mình nha. Bye bye mọi người.